Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái bài tập cái câu clip các bạn luyện ngón ở trên cái dây số 2 và số 3. Nó cái thế tay nó cũng khá là trái khoái một tí, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cái linh hoạt của cái ngón. Tại sao lại là dây 2 và dây 3? Thường thì các bạn chơi 6 dây đàn này chúng ta có từng cặp để có thể đánh trên khoảng 8 với nhau. Ví dụ các bạn đánh một cái cầu ở trên dây 6 và dây 5, thì trên dây 4 và dây 3 tương tự các bạn đánh quan 8, và dây 1 và dây 2. Tuy nhiên ở cái dây 2 và dây 3 thì cái thế bấm nó khác, nó bị lệch nhau nửa cung. Lý do là chỉ ngay cái dây son của bạn mà ngăn 4 thì nó mới bằng ở cái dây C, trong khi những dây khác các bạn lên dây ví dụ như ngăn 5, nhưng mà tới dây son thì lên ngăn 4. Cho nên á, cái thế tài nó sẽ dịch về một tí, nó hơi lệch thêm một tí ha. Thì bài tập này thì mình detune, tức là mình hạ dây một cung ha. Các bạn xem hết clip này, trong clip nó có cái password để download tab ha, và cái link download tab trong cái comment đầu tiên. Các bạn download cái phần tab nó về, các bạn coi cái password đây, các bạn dễ nén ra ha. Thì coi như các bạn hỗ trợ mình trong cái việc là các bạn chỉ cập vừa cái link của cái website thôi. Thì các bạn thấy thế tài chi tiết, các bạn để tập trên standard tuning vẫn bình thường ha. Và câu này thì nó sẽ áp dụng hết cả bốn ngón của các bạn ha, rất là linh hoạt ha. Tay phải các bạn đánh hoàn toàn alternate picking hết, một phím xuống một phím lên, một phím xuống một phím lên nha. Thì chúng ta bắt đầu như sau. Ngay nốt la, tức là ngăn số 2 của dây son này các bạn, ngăn 2, ngăn 4, rồi chúng ta xuống ngăn 3 của dây 2, lặp lại ngăn 5 của dây 2. Chúng ta lệch nhau, ngăn 2, ngăn 4, ngăn 3, ngăn 5. Thì các bạn đưa vô 4 cái ngón tay của bạn từng ngăn hết ha. Chậm nha các bạn. Tay phải hoàn toàn picking hết nha. Thì câu này xong, sau đó các bạn nâng lên trên, các bạn nâng lên ngăn 2, các bạn lên ngăn 4. Tay ngay chỗ này nó lại trái khoái một tí, tức là ngăn 4 nè, 5 nè, sau đó ngay cái ngăn 5 luôn. Thì lúc này các bạn bấm cái ngón này chen vô vẫn được, nhưng mà nó lại hơi vướng víu. Do đó cái kiểu mình đánh giống như là ba rê đó bạn, tức là chúng ta đè xuống luôn. Các bạn thấy ngón giữa mình không, mình đè xuống luôn ngang 5 đó, mình đè xuống luôn, nhưng mà nó không để hai cái nốt phát ra cùng lúc theo kiểu như thế này, nó bị chồng nốt, mình ngắt tiếng đó, tức là cái nốt sau phát thì cái tiếng cái nốt trước nó không còn. Đó, tức là ngăn 5, ngăn 6 này nè. Nha, hai câu đầu sao. Tương tự chúng ta tăng lên nha các bạn, tới ngăn 5 thì nó giống như đoạn đầu hay 5, 7. Còn dưới đây là 6, 8. Tương tự các bạn tăng lên tới ngăn 7, ngăn 9 cũng giống vậy, ngăn 7, ngăn 9. Thì đây ngăn 8, ngăn 10 của dây số 2 ha. Nhớ các bạn download tab về, các bạn có thể in ra, các bạn để đó các bạn tập xem chi tiết thế tài trên đó đầy đủ hết nha các bạn. Bắt buộc làm gần cuối video nha. Rồi chúng ta đang lên tiếp, thì ngay chỗ này chúng ta đang là ngăn 9 là nốt mi, ngăn 10 là nốt pha. Tiếp tục ngay chỗ này chúng ta phải uống rolling cái ngón tay của chúng ta. 9, 10 của cái dây 2,
thì sau đó 9, 10, 12. Tăng lên nha các bạn, tới ngâm 10, ngâm 12. À, chúng ta cũng phải uốn ngay chỗ này, ngay để cho ngay ngâm 12 ở đây. Tới ngâm 12, ngâm 13 ha. 10, 12, 12, 10, 12, 13. Nha, đánh từ phần này các bạn. Tương tự các bạn lên tới đây thì thấy tay nó gần giống như lúc đầu rồi. 12, 14, 13, 15. Đó. À, mình sẽ đánh từ đầu chậm lên nha các bạn. Với cái bài tập này các bạn thấy là các ngón chúng ta bốn ngón hoạt động liên tục. Khi bạn đánh tốc độ càng nhanh lên thì bạn thấy là cái tay của bạn phải gọi là khéo léo để không có bị tịch nó ha. Thì hy vọng bài tập này cũng giúp ích cho bạn trong cái việc luyện ngón. Nhiều bạn nói là tại sao anh giải liếc và luyện ngón nhiều quá. Thì mục tiêu của bạn là muốn nâng cao cái khả năng lên thì các ngón tay của bạn phải linh hoạt, đó điều chắc chắn. Ngay cả điểm hát hay là các bạn solo đều vậy. Thì các bạn nếu mà điểm hát những cái bài cơ bản thì thật ra là các kênh YouTube khác cũng đã làm rất là nhiều rồi. Thì mình muốn hướng dẫn các bạn những cái gì mà các bạn thật sự mới mẻ, ít người hướng dẫn cho các bạn. Và điều này thật sự là cũng khá là bạn là nhiều bạn nói là anh làm như vậy sẽ ít view chẳng hạn. Nhưng thật ra mình muốn là đóng góp cho cộng đồng, nhưng mà các bạn có thể thấy một điều gì đó mới mẻ từ cái kênh Guitar for Freedom ha. Thì cái đàn mình đang sử dụng ở đây nó không phải là cây Amigo mà mình hay đánh, đó là hãng Cọt các bạn. Đây, hãng này thì các bạn có thể Google ra ha, nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Nó làm đàn và gia công cho rất nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới nha các bạn, cũng là của Hàn Quốc ha. Thì cái cây này mình cũng shop mình cũng đang phân phối đây. Giá của nó là giá thị trường nó khoảng 9 triệu thì mình, nhưng mà chỉ có cái đàn không thôi, mình thì bán 8,5 triệu. Nhưng mà tặng kèm cho các bạn là bao da nè, dây dắt ha, dây dắt 3 mét và phím nữa ha. Lý do tại sao tặng kèm dây dắt bởi vì ở đây nó có cái fitment xịn nè các bạn. À, có biết có fitment ở đây để các bạn có thể mình đi đánh lo show bên ngoài ha. Solid top, tức là cái mặt top của nó là Sika, mặt solid đàng hoàng nguyên miếng nha các bạn. Cái cây này lý do mình chọn á là mình rất thích cái kiểu dáng cái cây Lutz của đại danh thủ Frank Gambale. Thì cái cây của ông là 90% copy từ cái cây này vậy. Nhưng mà ông làm thêm cái inlay nó đẹp nè, khóa vàng, gold, ha, đủ thứ, cái thùng thì nó nhỏ hơn tí. Đó. Hoàn toàn solid hết, cho nên mà cái cây đó tới 20 triệu luôn các bạn. Nó mắc quá. Cho nên là mình thấy cái cây gốc của Cọt này làm rất là chỉnh chu từ cái phím đàn cho đến là action. Mọi thứ, nói chung là cái chuẩn quốc tế họ làm rất là tốt ha, rất là tốt, rất là đẹp, mình rất hài lòng với cái cây này. Nên nếu các bạn muốn một cái cây mà có sẵn gắn sẵn cái pickup xịn Fishman ha, để có thể đánh được sân khấu và có thể là đi trình diễn được, thì cái cây này mình nghĩ nó là một lựa chọn rất là tốt. Một cái option cũng giá tương đối cao một tí so với mặt bằng chung, nhưng mà nó rất đáng đồng tiền bạc gạo nếu mà các bạn muốn trải nghiệm ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.